Năm 2020, xã E3 là xã thứ 5 của huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Thế nhưng để tiếp tục giữ chuẩn giai đoạn 2021-2025, thách thức lớn nhất đặt ra cho địa phương này là tiêu chí về thu nhập. Mức thu nhập trung bình cuối năm 2023 tại xã E3 là 43 triệu đồng một người, trong khi đến năm 2025, mức thu nhập phải đạt tới con số 60 triệu đồng một người một năm trở lên, tức là tăng thêm 17 triệu đồng. Hiện nay khó nhất vẫn là tiêu chí về thu nhập và tiêu chí về hộ nghèo. So với bình quân chung của toàn huyện thì các cái xã này tiêu chí về thu nhập và tiêu chí về hộ nghèo thì còn ở mức cao. Cái độ rớt tiêu chí này thì do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là một số cái chỉ tiêu của giai đoạn này thì mới. Thứ hai là một số cái chỉ tiêu tiêu chí của giai đoạn này cao hơn so với giai đoạn trước. Qua kết quả rà soát xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Yên chỉ có 28 trên 65 xã giữ vững 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, 37 trên 65 xã có nguy cơ rớt chuẩn. Địa phương này đang nỗ lực xây dựng các dự án hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Về phía chính quyền là chúng ta cân đối các nguồn lực để chúng ta hỗ trợ cho các địa phương mà chúng ta cần cái nhu cầu để chúng ta là hoàn thiện các tiêu chí mà chúng ta không giữ vững giai đoạn này. Đối với những tiêu chí mà chúng ta không cần kinh phí thì chúng ta cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, nhất là cơ sở. Cả nước hiện có 6.239 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài số xã có nguy cơ rớt chuẩn thì cả nước vẫn còn 1.938 trên 8.177 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Hầu hết những xã này đều có điều kiện kinh tế rất khó khăn, cơ sở vật chất hạ tầng chưa đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao. Như vậy, mục tiêu đến năm 2025, cả nước có 6.542 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng thêm hơn 300 xã so với thời điểm hiện tại là hết sức khó khăn.